Với những ai có ý định mở tiệm photo thì hãy lưu ý các vấn đề sau nha. Thứ nhất là về kỹ năng. Bạn cần có kỹ năng cơ bản về photo cũng như là tin học văn phòng. Điều này sẽ giúp cho bạn nắm bắt nhanh các nguyên lý hoạt động của máy, từ đó vận hành nó một cách dễ dàng. Đây là một cái yếu tố rất quan trọng vì mỗi sai sót của bạn khi thao tác đều được quy đổi thành tiền. Cái thứ hai nữa là về chi phí. Cần cân nhắc thật kỹ mua máy mới hay là cũ, vì đầu tư một máy mới thì nó khá cao và cái khả năng thu hồi vốn thì sẽ rất là lâu. Ngược lại thì đầu tư máy cũ sẽ thấp hơn và cái khả năng thu hồi vốn sẽ nhanh, tuy nhiên sẽ có những rủi ro về hư hỏng. Cái thứ ba nữa, hiểu rõ ưu và nhược điểm các hãng thông dụng. Thứ nhất là về dòng Toshiba thì cái ưu điểm thì cái dòng này được nhiều cái tiệm photo lựa chọn vì đây là máy khá bền, linh kiện thay thế cũng rẻ. Nhược điểm là có lỗi vặt nhiều do linh kiện đều là hàng cũ, hàng tháo máy. Cái tiếp nữa là cái dòng Ricoh thì cái dòng này hoạt động ổn định, linh kiện thì có tương thích và chính hãng thay thế. Nhược điểm là cái dòng này đối với những cái máy công suất lớn thì linh kiện thay thế là sẽ là khá mắc nha. Cái tiếp nữa là hãng Xerox, ưu điểm thì in được những cái hình có nền chìm phía dưới khá là rõ và cái chất lượng của in rất là đẹp. Nhược điểm là linh kiện thay thế phải dùng hàng chính hãng nên mà cái tiệm photo đầu tư cái dòng này thì nó sẽ không có lời. Chúc bạn thành công với những lựa chọn của mình nha. Và các bạn khác có kinh nghiệm gì khác chia sẻ cho mình biết với nha.